Xin chào tất cả mọi người, tụi chúng con tên là Họa Mi Hót Trên Bầu Trời Xanh. Con là Họa Mi Đăng Bách. Con là Họa Mi Nhật Vi. Con là Họa Mi Thảo Nhi. Dạ, thế mạnh của con là dòng nhạc nhẹ R&B và pop ballad ạ. Thế mạnh của con là nhẹ nhẹ pop ballad, dân ca đương đại rock. Con cũng là dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc pop ballad, nhạc nhẹ, cũng dân ca đương đại và cũng trừ mấy cái bài bolero trữ tình ra. Con đã quen biết nhau trước và đây là một cái sự tình cờ. Đây là chương trình ca nhạc đầu tiên con thi ạ. Con là áo ưu tiên đến sông ca nhí mùa 3. Hai đội đều có cái sức mạnh riêng, đội 1 là có sức mạnh về chỗ nào bolero hoặc là dân ca. Với hai đều là rất là chất và những cái bài nhạc nào cũng được. Con cũng hơi lo sợ một tí mà nhưng mà vẫn tự tin chiến thắng ạ. Con khá là sợ, nhất là đội 3. Con chỉ hơi run với đội 3 thôi nhưng mà con nghĩ là bây giờ con hết sợ rồi. Con khá là run với các đội bởi vì mỗi đội có một cái dòng thể nhạc riêng. Con thì cũng rất là sợ tại vì đội 3 thật sự rất là một đội rất mạnh. Con cũng thấy hơi e dè với đội đó. Dạ, bọn con tập luyện với nhau thì chia ra những cái đội đấu đầu ấy ạ, để cho có cảm giác như mình đang là ở trên sân khấu đối đầu. Con cảm giác thì khá là run vì con chưa từng lọt hố. Con thì rất là sợ cái hố đó, nỗi ám ảnh của con. Lúc mà con thấy có người rớt xuống á, thật sự là giật mình, đau tim kinh khủng luôn. Con mong là khán giả sẽ ủng hộ cho đội con. Các bạn nhớ tên đội con, Họa Mi Hót Trên Bầu Trời Xanh. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Hãy cùng đón xem tập 11 Đấu Trường Âm Nhạc Nhí phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.